top 10 thác nước đẹp nhất hành tinh do trang Wunderlist công bố. Vị trí số 10 là thác York Falls ở Ấn Độ. Ngọn thác York Falls cao 253m được hình thành nhờ con sông Saravathi. Thác York Falls thu hút du khách ở sự to lớn, đặc biệt hơn là ngọn thác này chỉ lộ ra khi mùa khô đến, bởi trong mùa mưa, khi nước dâng lên, nó gần như biến mất. Vị trí số 9 là thác Gullfoss ở Iceland. Gullfoss là thác đẹp và hùng vĩ nhất của Iceland. Gullfoss càng nổi tiếng hơn nữa vì nó là thác đôi. Vị trí số 8 là thác Bản Dốc, nằm ở biên giới giữa tỉnh Cao Bằng của Việt Nam và Trung Quốc. Thác Bản Dốc là điểm phải đến ở Cao Bằng. Điểm hấp dẫn của thác Bản Dốc là ở vẻ đẹp và sự kỳ vĩ. Thác có nhiều tầng với một nét thú vị là tiếng nước chảy rất vang. Vị trí số 7 là thác Blue Nin ở Ethiopia. Những dòng nước trắng xóa đã phần nào nói lên độ hùng vĩ của thác Blue Nin. Thác Blue Nin là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Ethiopia. Vị trí số 6 là thác Vinu Fossen ở Na Uy. Vinu Fossen thực sự là một kiệt tác của châu Âu. Đây là ngọn thác cao nhất lục địa này. Vinu Fossen với nhiều vách đá cộng với độ chảy xiết của con sông Vinu khiến dòng nước ở đây trở nên cực kỳ hung dữ, nhưng nó lại tạo nên một vẻ đẹp hùng vĩ cho ngọn thác này. Ở vị trí số 5 là thác Kaiter ở Guyana.
Với chiều cao chỉ 226m, nhưng thác Keiter lại trở thành một nỗi khiếp sợ với những ai muốn chinh phục nó. Bởi Keiter là ngọn thác có dòng chảy mạnh nhất thế giới, với trung bình 663 mét khối nước đổ xuống mỗi giây. Vị trí số 4 là thác Dienzo ở Venezuela. Thác Dienzo nhìn như một thiên thần đúng như tên gọi của nó. Dienzo là ngọn thác có dòng chảy liên tục cao nhất thế giới, với độ cao lên tới 979 mét. Xung quanh thác luôn có rất nhiều sương mù do nước bắn lên rất mạnh tạo thành hơi nước. Vị trí số 3 là thác Niagara ở Mỹ. Niagara là một tổ hợp những dòng thác chảy xiết trắng xóa. Thác Niagara rất rộng lớn và hùng vĩ, nơi đây có một vẻ đẹp khó cưỡng, đến nỗi hàng năm có tới 14 triệu lượt khách đến tham quan thác này. Vị trí số 2 là thác Victoria ở Zambia. Thác Victoria rất rộng lớn, nó cuốn hút du khách ở sức mạnh và sự ngoạn mục do những dòng nước tạo nên. Và vị trí đầu tiên trong danh sách này chính là thác Iguazu ở Argentina. Iguazu là ngọn thác đẹp số 1 thế giới bởi sự kỳ vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng. Trong thác Iguazu có những dòng nước chảy xiết cùng những vách đá kỳ thú đã tạo nên một kỳ quan với vẻ đẹp tuyệt vời.